Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lâm Bò Vàng, cuộc chiến không tiếng súng. Từ câu chuyện miếng bít tết dát vàng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có nickname là Lâm Bò Vàng. Liệu cư dân mạng có còn định rắc gì xuống ông đây nữa hay không, và rắc vào ai nữa? Nếu vào các đồng chí bộ trưởng hay các ủy viên Bộ Chính trị thì nhớ rắc vào những món lịch sự đừng quá dậy mùi, kể cả thơm lẫn thối. Xử lý khủng hoảng truyền thông như vừa qua thì đúng là bốc thơm thành thối. Yêu nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Đón rước Tô Lâm linh đình ngay tại sân bay Nội Bài còn nổi hơn cả ông Thủ tướng khi về hôm trước đó. Hôm sau đã bố trí đăng đàn diễn thuyết về pháp luật và đạo đức là hai thứ mà Tô Lâm không hề có qua vụ đớp miếng bít tết giữa lúc dân đang khốn khổ, khốn nạn vì đại dịch Covid-19. Nhiều người đang thiếu đói. Đây là hình ảnh khủng hoảng truyền thông ở Việt Nam và quốc tế đối với ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã xảy ra sau miếng bò dát vàng được đút tận miệng ông Bộ trưởng Tô Lâm tại London. Đáng ra ông Tô Lâm phải kỷ luật mấy tay công an Đà Nẵng. Làm thế có khác gì đổ dầu vào lửa. Khổ nỗi truyền thông được đảng nuôi trong tay áo, nên với bất cứ scandal nào đảng đều nghĩ là có thể giải quyết bằng dùi cui và còng số 8. Rắc muối, rắc hành, rắc cám và còn rất nhiều thứ nữa. Thử làm một phép rắc nhanh, gõ bò Tô Lâm Google cho khoảng 69 triệu kết quả chỉ trong vòng có 0,69 giây. Không thể tin nổi, thế này thì đích thị là khủng hoảng truyền thông toàn cầu rồi. Khủng hoảng truyền thông cỡ này thì không thể cứ để lâu cứt trầu hóa buồn được. Lại càng không có cách nào hiện thực hóa được chủ trương, cứ để mọi việc tự chìm xuống. Mà nó đâu có chịu chìm, nó cứ nổi lành phành, thậm chí ngày càng nổi hơn. Nhất là khi công an Đà Nẵng triệu tập chủ quán bún bò Bùi Tuấn Lâm, người đã quay cảnh bản thân bắt chước đầu bếp nổi tiếng giết bề. Từ nay chúng ta có thể chứng kiến nhiều hồi và nhiều vở hí kịch này, nếu như cao trào rắc sẽ nổi lên như nấm mọc sau mưa. Từ bò đỏ thành bò vàng, vụ Tô Lâm không phải chỉ là phép thử với cá nhân ông Tổng Bí Thư, mà còn cả với hệ thống chính trị lẫn công quyền tại Việt Nam. Nếu không giải quyết scandal Tô Lâm đến nơi đến chốn, thì các tuyên bố về tự chỉnh đốn, những cam kết về nỗ lực loại trừ các đảng viên gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và ngành, chỉ là trò đại bịp của ông Tổng Bí Thư mà thôi. Đây là hình ảnh hàng loạt trang báo quốc tế đăng video và hình ảnh về thánh rắc muối Peter Lâm Bùi đã bị triệu tập sau khi làm video nhại thánh rắc muối với bữa tiệc đắt đỏ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nếu 17 ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị của Việt Nam đủ sạch, đủ tử tế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tập thể ấy nhất trí dung dưỡng những cá nhân như ông Tô Lâm. Công khai thỏa hiệp với cái sai, cái xấu chỉ có thể xảy ra trong tình huống cá mè một lứa. Nếu không là cá mè một lứa thì làm sao có chuyện cản rỡ tới mức lập tổ công tác dọa dẫm lương dân chỉ vì dám đùa cợt xưng là thánh rắc hành, ảnh hưởng đến uy tín của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dại dột để thánh rắc muối, biến cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền của mình thành bông sung cho thiên hạ lên án về đạo đức, tác phong, thì chính công an, ngành do ông Tô Lâm lãnh đạo đã kích động để rắc trở thành một động từ bày tỏ sự khinh bỉ cái chế độ mà trước nay ngành này vẫn tận tâm, tận lực bảo vệ. Sau vụ dọa dẫm cưỡng ép thánh rắc hành ở Đà Nẵng, nhận lệnh triệu tập, Võ Hồng Ly đã đưa công khai lên trang Facebook một clip giới thiệu việc rắc đậu phộng, kèm thông báo rằng nhà hàng giờ không dám rắc gì nữa nên khách phải tự rắc luôn. Đúng là bán bún 10 năm, không ai biết rắc hành một phút bỗng nổi danh. Đà Nẵng có thánh rắc hành thì ở Sài Gòn cũng có thánh rắc đậu phộng. Trước dấu hiệu rắc có thể trở thành cao trào, Minh Hoàng Trần thắc mắc rằng có chủ trại heo nào muốn làm thánh rắc cám hay chưa? Đây là hình ảnh sau video thánh rắc hành của Peter Lâm Bùi trên trang Facebook đã xuất hiện vài chục video clip nhại lại thánh rắc muối để thực hiện rắc tiêu, rắc đậu phộng và cả rắc phần. Liệu mô hình công an Đà Nẵng có được triển khai trong toàn quốc hay không là câu hỏi được đặt ra. Lập hẳn không phải một mà nhiều tổ công tác đến tận các nhà thánh rắc để diễu võ dương oai.
đột nhập vào tư gia, ngoài những người trực tiếp thuyết phục hay dọa dẫm ép các thánh nhận lệnh triệu tập, những người khác cũng vây vòng trong vòng ngoài thi nhau quay phim chụp ảnh, gây không khí khủng bố tinh thần cho đương sự. Trước đó, chừng 10 ngày, ông Bùi Tuấn Lâm có trang Facebook với nickname là Peter Lâm Bùi. Trên đó, ông đã thực hiện một video clip nhại rắc hành của Thánh Rắc Muối đút tận miệng ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm miếng bò rắt vàng tại nhà hàng ở London. Và Tô Lâm có trở cờ lần thứ hai hay không cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Cũng vào sáng ngày 18 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã chủ trì cuộc họp để thảo luận cho ý kiến về chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi. Ông Trọng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần mới của Trung ương. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của ông Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng, tức là tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch COVID vừa qua. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tạo cho được một tinh thần mới, khí thế mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phát biểu đến đấy, ống kính của TV zoom cận cảnh, ông Trọng đành lại, dằn giọng nhắc đến thanh kiếm và lá chắn, tức là công an, rồi lạnh tanh, lẩy câu kiều như sau. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông dưới xuống, người ta trông vào. Ống kính trở lại với toàn cảnh cuộc họp, hàng triệu đôi mắt trước đó nhìn màn hình TV tối và đêm hôm ấy, chứng kiến cảnh Tô Lâm cúi gằm mặt xuống, làm như đang nghiên cứu tài liệu. Giải mã mấy giây đồng hồ này có thể kể ra nhiều câu chuyện liên quan đến miếng bít tết của ông Tô Lâm. Tiền nhân xưa dạy con cháu rằng, miếng ăn là miếng nhục, đáng ra ông Trọng không nên sát muối vào lòng đàn em như thế. Đáng ra ông Trọng phải nề tình cho trạng thái hùm thiêng khi đã xa cơ cũng hèn của Lâm bít tết. Chẳng gì thì Tô Lâm cũng quay xe bỏ Bà Dũng và bố già Nguyễn Văn Hưởng. Đúng lúc thì Tổng Bí thư mới có ngày hôm nay. Quả là rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào. Cuộc họp ấy cũng giống như cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Và liệu ông Trọng có biết được rằng những ai đang cười nụ và những ai đang khóc thầm hay không? Lẽ ra giờ là lúc ông Tổng Bí thư không nên chuốc thêm kẻ thù. Ông vừa gia cố lại cái quy định 19 điều, xem chừng đang vào hồi rượu dã. Những kẻ muốn phế Tô Lâm đang dùng kế đánh bắc cầu đấy, muốn hạ bệ ông, họ quyết tước thanh kiếm lá chắn đang hộ giá ông. Đây là hình ảnh minh họa của đài BBC giới thiệu video mang tựa đề Bộ trưởng Tô Lâm và tiệc steak danh vàng thế giới. Vì mới mít tết còn con ấy, ông chớ ép Tô Lâm trở cờ lần nữa. Hẳn ông biết sức ép tứ bề đang đòi thay cái đảng quyền, tức là độc tài tham nhũng, bằng cái pháp quyền, là kể cả pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tương quan lực lượng bây giờ là 3-1. Chính phủ, quốc hội lẫn nhà nước, qua mấy buổi chất vấn nảy lửa, ông đã thấy số phận Tô Lâm hẳn nhiên không phải là một mình ông quyết định. Toàn đảng, toàn dân biết tội Tô Lâm tỏ lắm. Ông Trọng đã vì đại cục mà bỏ qua và gánh chịu cái xú ế của kẻ đốt lò không thiện lương. Và đương nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng cũng biết rất rõ, giờ mà ông ngã ngựa thì kiến sẽ ăn cá. Vậy ông sẽ thúc thủ hay dãy dụa tiếp đấy? Vòng vây dường như đang khép dần đối với ông. Thanh kiếm và lá chắn cũng đã dỉ và cũng cùn. Trong cuộc chiến không tiếng súng hiện nay, với tuổi tác và sức khỏe của ông không thể chỉ dùng món võ lý luận của người Bắc để dẹp nạn thảo khấu trong cả nước. Như ông đã thấy, qua chống đại dịch cũng có nhiều đề nghị đổi tên nước thành Liên bang COVID-19, vì mỗi tỉnh đã trở thành một tiểu bang tự trị. Trên bảo, dưới không nghe là cánh én mùa xuân báo hiệu cuộc chiến trước sau cũng sẽ kết thúc. Xa xa, ánh bình minh đang ló dạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021 với bản tin Lâm bỏ vàng, cuộc chiến không tiếng súng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bo rát vàng, thuốc thử thối rữa của chế độ. Câu chuyện ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ăn bỏ giáp vàng khi tháp tùng ông Thủ tướng Việt Nam công du châu Âu vừa qua, được mạng xã hội và truyền thông quốc tế như Reuters, Daily Mail và rất nhiều những tờ báo khác hâm nóng sau khi công an đến tư dinh ông Bùi Tuấn Lâm, cưỡng ép ông nhận lệnh triệu tập của cơ quan an ninh điều tra thành phố Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng đã lập hẳn một tổ công tác, điều động tổ công tác này đến nhà ông Bùi Tuấn Lâm diễu võ Dương Oai. Tại tư gia ông Bùi Tuấn Lâm, ngoài những người trực tiếp thuyết phục rồi dọa dẫm ép ông Lâm nhận lệnh triệu tập, còn có những người khác vây bên ngoài thi nhau quay phim chụp ảnh nhằm cố tình khủng bố tinh thần của đương sự. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm đang thực hiện cú dắt hành lên tô bún bò tại quán bún bò ba cô gái mà ông là chủ quán, rất giống với video clip mà Thánh Giác Mối thực hiện trong video clip bò rát vàng đã đút vào miệng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở London trị giá hơn 1.000 đô la. Trước đó, chừng 10 ngày, ông Bùi Tuấn Lâm bán bún bò ở Đà Nẵng có trang Facebook với nick nam Peter Lâm Bùi, chính là người đã trực tiếp một video clip biểu diễn hành động rắc hành vào tô bún bò rồi giới thiệu lên Facebook. Hành động của ông Bùi Tuấn Lâm trong clip ấy na ná như ông Nucleus Cocker hay là Zappé, nhân vật do vô tình mà bôi trò chát chấu vào cả mặt ông Tô Lâm lẫn Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước, ông Tô Lâm từng giơ ngón tay cái khen chuyện giết bê Thánh Giác Mối nhún nhảy khi bê khay thịt, ướn ẹo lúc rắc và rắc muối lên miếng thịt bò rát vàng, đút vào miệng ông Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm là number one. Nhưng giờ bắt trước Thánh Giác Mối làm Thánh Giác Hành nhưng Bùi Tuấn Lâm là không thể chấp nhận được. Tất cả những gì liên quan đến Thánh Giác Mối đều trở thành nhạy cảm vì nó hàm ý phỉ nhổ vào các viên chức hữu trách ở tầng cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau scandal thưởng thức bò rát vàng, ông Tô Lâm giữ im lặng, không giải thích, không xin lỗi, dù hành vi hưởng lạc của ông trở thành đề tài thiên hạ cả bên trong lẫn bên ngoài Việt Nam, đàm tiếu cả về chính ông lẫn đảng của ông, quốc hội của ông, nhà nước của ông và chính phủ mà ông đang phục vụ. Giống như nhiều đồng chí đang đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, ông Tô Lâm từng lớn tiếng đề cập đến đạo đức cách mạng, đến nêu gương, đặc biệt là đòi hỏi hy sinh cho đảng trong sạch, vững mạnh. Miếng thịt bò rát vàng mà Thánh Giác Mối đút vào miệng ông Tô Lâm chẳng khác gì một liều thuốc thử. Nó như cái tát rất mạnh vào chính mặt ông Nguyễn Phú Trọng trong chương trình chống tham nhũng của ông ta. Đây là hình ảnh công an điều tra Đà Nẵng đã hai lần đến trực tiếp nhà ông Lâm để buộc ông phải ký nhận giấy triệu tập. Đáp lại, ông Bùi Tuấn Lâm đòi hỏi phải ghi cụ thể rằng ông đã vi phạm hình sự nào cụ thể. Tuy nhiên, phía công an không cho biết thêm, chỉ ngụ ý đe dọa rằng ông buộc phải đi làm việc theo giấy triệu tập. Đầu tiên là thử Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chẳng bao nhiêu người dám mơ ông Tô Lâm sẽ vì quốc gia, dân tộc, nhưng quan sát cách hành xử của ông sau scandal thưởng thức bò rát vàng, có thể khẳng định ông không hề đếm xỉa tới lợi ích của đảng. Ví dụ như từ chức để giúp đảng rửa mặt, để đảng có cơ hội chứng minh nỗ lực, vân vân. Tự chỉnh đốn từ những đảng viên cấp cao nhất là điều không tưởng tại Đảng Cộng sản. Miếng bò rát vàng mà Thánh Giác Mối đút vào miệng ông Tô Lâm cũng là liều thuốc thử cho cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền tại Việt Nam. Điều này cho thấy những tuyên bố về sự chỉnh đốn, những cam kết loại trừ các đảng viên mà hành vi lối sống gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành chỉ là giả dối bịp bợm của ông Tổng Bí Thư mà thôi. Nếu 17 thành viên còn lại của Bộ Chính trị đủ sạch, đủ tư tế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nhất trí dung dưỡng những cá nhân như ông Tô Lâm. Công khai thỏa hiệp về cái sai, cái xấu chỉ có thể xảy ra trong tình huống mà cổ nhân từng đúc kết rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, và trên dưới cùng là cá mè một lứa. Không phải cá mè một lứa thì làm gì có những chuyện ngạo ngược,
cản rỡ tới mức lập tổ công tác, điều động đến tư giao Bùi Đức Lâm, dọa dẫm người dân chỉ vì ông dám đùa cợt, vỗ ngực tự xưng là Thánh Giác Hành. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ông Đại tướng Tô Lâm. Và dư luận cho rằng Giác là thời của những niềm vui kỳ dị. Trên trang Facebook của ông Peter Lâm Bùi viết như sau: Móa đang yêu, đang yên, đang lành, đúng một cái được cả thế giới đưa lên báo, mà có phải là làm được gì ghê gớm đâu, chỉ Giác Hành và Tô Bốn Bỏ thôi, chứ có gì đâu. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm và quán Bốn Bỏ ba cô gái tại Đà Nẵng với chương trình Ngày Chủ Nhật Yêu Thương thực hiện bữa ăn không đồng ủng hộ người nghèo hôm 21 tháng 11. Hôm qua đến giờ, nhiều anh chị em, cô bác hỏi thăm, người thì động viên, người thì ủng hộ và cũng nhiều người lo lắng cho mình. Thật lòng xin cảm ơn tất cả. Chỉ một chút tâm sự với những ai quan tâm và lo lắng cho việc nổi đột ngột của mình. Vì hơn ai hết, họ hiểu chính quyền này và mình cũng hiểu nó. Mọi người cứ yên tâm đi, mình sẽ không bị bắt vì bị làm clip Thánh Giác Hành đâu. Có ngu mới làm điều đó. Mình nghĩ họ đủ khả năng để tạo ra một chuyên án với độ ất ơ nào đó, ví dụ như điều 258 để bắt mình. Mình hiểu chế độ này mà, ông nói. Nhưng mình luôn bình an, cái gì đến thì sẽ đến. Mình như con cá trong chậu mà, họ đã tịch thu passport và cấm mình xuất cảnh gần 8 năm nay. Đối với họ, nếu thích thì họ hốt mình lúc nào chả được, nên mình luôn bình thản trước mọi chuyện. Ngày mai vẫn phải thức dậy thật sớm, nấu bún bò, bán kiếm tiền, nuôi con. Mình đặt tất cả sự việc của cuộc đời trong vòng tay, quan phòng của Thiên Chúa và mình luôn tin tưởng rằng điều gì đến với bản thân mình, dù có không như ý mình muốn, thì đó vẫn là điều tốt nhất mà Chúa muốn mình đón nhận. Facebook Peter Bùi Lâm tâm sự như vậy. Chẳng riêng gì ông Lâm mà thiên hạ cả trong lẫn ngoài Việt Nam cũng đều không ngờ rằng Giác đã trở thành một hành động nhạy cảm đến mức Công an Nhân dân Việt Nam phải bận tâm tới mức dọa dẫm, cưỡng ép, triệu tập đương sự, thậm chí còn tăng cường lực lượng quay phim, chụp ảnh bên ngoài để khủng bố tinh thần kẻ dám biểu diễn Giác cái gì đó. Cũng qua Facebook, Stephen Nguyễn lưu ý rằng có Giác muối, Giác hành, Giác tiêu, Giác ớt. Các bạn nhớ đừng Giác theo kiểu của Giết Bê là Thánh Giác muối kia nhé. Công an Việt Nam bây giờ nhạy cảm ba cái vụng từ Giác này lắm, nhất kỵ mắc cỡ khi thấy ai chơi màn Giác và Giác. Đây là hình ảnh sau khi video Thánh Giác Hành Peter Lâm Bùi lên trang Facebook đã xuất hiện vài chục clip video nhai lại Thánh Giác muối để thực hiện Giác muối, Giác tiêu, Giác đậu phộng và Giác các loại. Nó gợi nhớ có đụng tới cái hình ảnh trần tục, lè lưỡi rồi ngoạm lấy miếng thịt bò dát vàng có giá ngàn đô của ông Tô Lâm. Ông thầy chuyên cầm súng giảng đạo đức của ngành công an là như thế đấy. Chúng sẽ tìm cách gây sự, ép xóa clip, tệ lắm là tập chuyện lập chuyên án về tội bôi xấu lãnh tụ, bẩn như trường hợp của Peter Lâm Bùi. Để xem công an sẽ ra chiêu gì ở bước kế tiếp, chứ Peter Lâm Bùi đã hủy toẹt mọi chuyện, o ép vớ vẩn rồi. Ba Đình đang muốn chuyện của Tô Lâm chim xuông mà ông công an Đà Nẵng lại khói lên, chắc lại tính chơi xỏ nhau đây. Để xem Lâm bỏ xử tội Lâm bún thế nào, thế gian lại đẩy dẫy tiếng cười. Cậu em tôi không lo bán bún mà lại dám giỡn mặt với mafia hay sao? Sau cảm giác ngỡ ngàng, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội đã băn khoăn, bất bình vì công an sách nhiễu, Thánh Giác Hành, như Trần Khanh miêu tả. Lạ thật, vụ này có gì là vi phạm pháp luật và triệu tập. Khôn thì đừng bới ra, nếu thấy cần bất bình với ông sếp cụ của ngành, chứ đừng bắt nạt dần. Cũng có không ít người như Anna Nguyễn thì cho rằng thuộc cấp của ông Tô Lâm đã quá ngu. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Thằng Bưng Bô ngu như bò, đúng là có tật thì giật mình. Hoặc chê công an thành phố Đà Nẵng đã quá dại như Phan Ngọc Thạch ghi rằng nhờ vụ Giác ở Cô Tô dân đã quen bớt rồi, giờ khơi lại để trở thành ồn ào nữa hay sao, dại thật. Hoặc bỡn cợt như Tầm Dương thì nói rằng có người quen que đã mua ít đất để trồng rau củ gì đó rồi tập làm Thánh Giác phân, nhưng tăng gia sản xuất mà bị triệu tập thì không hay tí nào, phải can y mới được thôi. Đây là hình ảnh tấm ảnh minh họa của đài BBC giới thiệu video mang tựa đề Bộ trưởng Tô Lâm và Steak Giác Vàng
vang danh thế giới. Nếu ông Tô Lâm dại dột để thánh rắc muối biến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam thành bung sung cho thiên hạ lên án về đạo đức, tác phong, thì công an, ngành dòng lãnh đạo đã kích động để rắc trở thành một hành động bày tỏ sự khinh bỉ các hệ thống mà trước nay ngành này vẫn tận tâm, tận lực bảo vệ. Sau vụ dọa dẫm cưỡng ép thánh rắc hành ở Đà Nẵng nhận lệnh triệu tập, Võ Hồng Ly cũng đưa lên trang Facebook một clip giới thiệu việc rắc đậu phộng kèm thông báo như sau. Nhà hàng giờ không dám rắc gì nữa cho nên khách phải tự rắc luôn nè. Đà Nẵng có thánh rắc hành thì Sài Gòn có thánh rắc đậu phộng. Trước dấu hiệu rắc có thể trở thành phong trào, Minh Hoàng thì thắc mắc rằng có chủ trại heo nào muốn làm thánh rắc cám hay chưa? Cũng quanh sự kiện công an thành phố Đà Nẵng sách nhiễu ông Bùi Tuấn Lâm vì ông dám tự nhận là thánh rắc hành. Có người như Kim Dung Phạm thì nhận định lối hành xử ấy bộc lộ trí mỏng, nồng cạn. Việc bé xé ra to, không đáng và vô lý khiến thần dân cười mũi. Đó cũng là lý do Lê Bình đưa ra nhận xét như một tiếng thở dài như sau. Xã hội đến giai đoạn buồn cười rồi. Tương tự Havo thì than thở. Đời bây giờ vui kỳ dị, cười mà lệ như rừng. Hoặc Di Thiên thì ngắn ngẩm nói. Muốn phạt anh bắt trước thánh rắc muối để ngăn chặn dư luận việc nhơ nhớp của sếp lớn. Nhưng hết ngu này lại tiếp ngu khác. Không còn biết nói gì hơn về cán bộ thời chưa bao giờ như bây giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bò rát vàng, thuốc thử thối rữa của chế độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.